Những nhà lập pháp Hàn Quốc mới đây đã tiến hành thẩm vấn công khai nhân viên chăm sóc y tế cho nữ tổng thống Park Geun-hye để điều tra về việc bà đột nhiên mất tích trong suốt 7 giờ đồng hồ sau khi chiếc tàu Suwon bị lật và nhấn chìm hơn 300 người hồi năm ngoái. Một cuộc thẩm vấn đã được tiến hành đối với những nhân viên chăm sóc y tế của nữ tổng thống Park Geun-hye. Giới chức Hàn Quốc đang đặt ra nghi vấn về việc bà Park đã ở đâu và làm gì trong khoảng thời gian thông tin đầu tiên về vụ chìm phà Suwon được phát đi đến thời điểm bà xuất hiện phát biểu trên TV. Vụ tai nạn đã nhấn chìm tàu Suwon cùng 304 người vào tháng 4 năm 2015, trong đó đa phần là các học sinh trung học. Những đối tượng bị thẩm vấn gồm có hai bác sĩ riêng của Tổng thống và một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ của bà Choi Soon-sil, người bạn thân có liên quan trực tiếp đến bê bối chính trị thời gian qua của bà Park Geun-hye. Cơ quan chức năng đã công bố một bức ảnh với nghi vấn bà Park đã tham gia một liệu trình giải phẫu thẩm mỹ ở thời điểm vụ tai nạn xảy ra. Sở dĩ mọi người dành nhiều sự quan tâm đối với việc tại sao Tổng thống lại mất tích trong suốt 7 giờ đồng hồ đó là vì họ muốn biết bà ấy đang làm gì ở thời điểm mà những đứa trẻ như con của tôi đang chết dần. Điều gì quan trọng đối với bà ấy hơn là sinh mạng của những đứa trẻ? Hiện tại, cơ quan chức năng Hàn Quốc vẫn chưa có đầy đủ thông tin chứng cứ để xác định bà Park đã làm gì trong suốt 7 tiếng đồng hồ nói trên. Tuy nhiên, đây tiếp tục là một nghi vấn hoàn toàn gây bất lợi cho Tổng thống Park Geun-hye khi mà vụ bê bối chính trị vẫn đang bủa vây bà.